Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quét thử sổ số tại miền Nam thứ tư ngày 12 tháng 5 năm 2021. Sổ số miền Nam hôm nay có các đài Đồng Nai, Cần Thơ và đài Sóc Trăng. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Kết quả quét thử sổ số miền Nam: đài 8, đài Đồng Nai 4, 3, đài Cần Thơ 3, 2, đài Sóc Trăng 0, 0. Đài 7, đài Đồng Nai 3, 4, 9, đài Cần Thơ 6, 9, 2, đài Sóc Trăng 5, 8, 9. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và chọn được những cặp số đẹp trong ngày hôm nay. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.